Hồng Anh xin kính chào quý vị và bà con nông dân đang đến với VFC Nông nghiệp Hội nhập, một chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thực hiện và được phát sóng trên kênh BBTV1, BBTV2 và các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Bà con nông dân thân mến, hiện nay cả khu vực miền Nam đang bước vào giai đoạn giữa mùa mưa. Và quý vị và bà con thấy đấy, mặc dù là ekip tranh thủ từ rất là sớm nhưng mà thời tiết hôm nay thì cũng đang lất phất mưa. Và đây cũng chính là giai đoạn tốt nhất trong năm để cho cây trồng có thể sinh trưởng phát triển nhờ nguồn nước cũng như là khí hậu mát lành mà thiên nhiên ban tặng. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời điểm mà cỏ dại trong vườn xuất hiện rất là nhiều, làm ảnh hưởng đến quá trình dinh dưỡng quang hợp của cây trồng cũng như là phát sinh rất là nhiều những loại sâu bệnh hại. Và đối với cây cà phê, giai đoạn này đang là giai đoạn nuôi dưỡng trái nên rất là cần dinh dưỡng. Tuy nhiên trong vườn thì phát sinh rất là nhiều những cái loại cỏ dại. Như vậy thì làm như thế nào để chúng ta có thể xử lý được triệt để vấn đề này? Tất cả những vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập đến trong chương trình VFC Nông nghiệp Hội nhập kỳ này. Với giá cà phê đang ở mức hấp dẫn như hiện nay, các nhà nông đang hối hả chăm sóc cây cà phê với hy vọng được gặt hái một vụ mùa bội thu. Ngoài việc cung cấp dinh dưỡng, phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại, việc quản lý hiệu quả cỏ dại trong vườn cũng góp phần quan trọng để bảo vệ năng suất và chất lượng hạt cà phê. Với giải pháp từ Mazda 200SL, nhiều nông hộ trồng cà phê trong vùng Đông Nam Bộ đã quản lý cỏ dại một cách tiện lợi, tiết giảm công lao động và giảm chi phí đầu tư hợp lý. Trong các giai đoạn phát triển cây cà phê cũng như nhiều loại cây trồng khác, lực lượng tiếp sức cùng nông dân của công ty VFC luôn đồng hành hỗ trợ bà con nông dân tại tỉnh Lâm Đồng cũng như các tỉnh trong khu vực Đông Nam Bộ có được vụ mùa bội thu. Bà con nông dân thân mến, đồng hành với Hồng Anh trong chương trình ngày hôm nay thì xin giới thiệu với bà con là kỹ sư Trần Văn Đức, là giám đốc marketing khu vực miền Đông 2 công ty VFC. Anh Đức nè, em thấy đó như những cái cây cà phê này nó chỉ cao từ 2 đến 4 mét thôi. Như vậy thì nếu như mà có cỏ dại xuất hiện trong vườn thì nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình sinh trưởng của cây cà phê hay không ạ? Đối với cỏ dại trên vườn cà phê thì ngoài cái việc mà cần trân dinh dưỡng cũng như là ánh sáng và cái nguồn nước thì bên cạnh đó là cái cỏ dại cũng là cái nguồn trú ngụ cho cả cái đối tượng sâu và bệnh hại, nó tấn công lên cái vườn cà phê, làm cho vườn cà phê mình giảm năng suất và phẩm chất về sau. Như vậy thì hiện nay bà con phải xử lý là cắt cỏ liên tục, mà em đang lo là thời điểm này mùa mưa nè, nếu mà bà con mình xử lý cỏ như vậy thì có cực lắm không, vất vả lắm không? Đúng rồi không anh, thì trước đây là cái giải pháp bà con mình sử dụng là biện pháp thủ công, bà con mình cắt bằng biện pháp thủ công thì nó rất là tốn công và cái chi phí. Thì đến thời điểm hiện nay thì có cả cái giải pháp khoa học. Thì công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam thì có cái sản phẩm Mazda 200SL. Thì khi bà con mình phun trên cái vườn cà phê mà cỏ cà phê của mình thì khoảng 3 đến 5 ngày là cái cỏ mình bị nó vàng, chuyển sang màu vàng. Và tầm đến 7 đến 10 ngày thì nó sẽ chết hoàn toàn. Với cái liều lượng mà sử dụng thì tầm là 900ml pha cho 200 lít nước. Mình phun ướt đều trên cái vườn cỏ trên cái vườn cà phê. Như vậy thì hôm nay em rất là tò mò, không biết là anh Đức sẽ dẫn em đi thăm nông dân nào để học hỏi cái phương pháp xử lý cỏ đây ha. Hôm nay thì xin mời Hồng Anh đi thăm một cái vườn trong nông dân trong cà phê, là anh Nông Văn Tiến ở xã Bờ Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Anh là một cái nông dân tiêu biểu trong cà phê. Như vậy là cái vùng đất Bờ Lao, cái vùng đất này Hồng Anh được biết là nó là đặc sản của cây trà và cây cà phê đúng không anh Đức? Đúng rồi Hồng Anh. Thôi bây giờ anh em mình đi thăm vườn cà phê cũng như là gặp gỡ anh Tiến đi ha. Rồi xin mời. Xin giới thiệu với anh thì đây là anh Nông Văn Tiến, là nông dân tiêu biểu trong cà phê ở vùng Ba Lá, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Em chào anh Tiến ạ. Em không biết là cái vườn cà phê của mình có bao nhiêu hecta, nhưng mà thú thật với anh nha, từ sáng đến giờ em đi mỏi cả chân luôn mà vẫn chưa giáp được vườn ạ. Diện tích khoảng gần 4 hecta. Cà phê thì một số thì cũng có già cối, một số thì cà phê cũng còn tơ đang kinh doanh. Với cái diện tích 4 hecta, cái diện tích lớn như thế này á, như vậy thì mình sẽ xử lý cỏ dại như thế nào ạ? Xử lý cỏ dại thì đầu năm thì cỏ nó cao già thì phải phát một lần, xong rồi cỏ non lên cỡ tầm cao khoảng 30 phân thì mình sẽ xịt thuốc cỏ. Thị trường rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà bây giờ thấy gia đình thấy xịt thuốc là cũng bắt đà 200SL
thấy hiệu quả cao và thấy cỏ nó chết đồng loạt và trong một tuần là thấy chết sạch hết. Em được biết á, là đối với những cái loại cỏ như là cỏ lâu nè, cỏ cú nè, cỏ ống nè, đây là những cái loại cỏ rất là khó trị. Và trước đây khi mà trị được những cái loại cỏ này thì người ta phải dùng những cái loại thuốc cỏ cháy hoặc là những cái loại thuốc có gốc glyphosate hoặc là paraquat. Như vậy thì hiện nay á, những cái loại thuốc này nó đã không được phép sử dụng nữa rồi. Thì Mazda 200SL nó có những cái hoạt chất gì mà giúp cho bà con có thể quản lý được triệt để các loại cỏ này, thưa kỹ sư Đức ha? Đối với sản phẩm Mazda 200SL á, thì có cái hoạt chất là glufosinate aluminium, thì cái hoạt chất này là có cái cơ chế tiếp xúc khi mình phun vào cái cây cỏ á, thì nó ức chế cái enzyme tổng hợp thì trong thực vật, và khi cái enzyme này mà bị ức chế á, thì nó sẽ là ngăn cản quá trình tổng hợp cái nitơ, thì làm cho cây cỏ mình nó chết nhanh hơn. Đề cập đến vấn đề xử lý cỏ trong vườn á, nếu như mà chúng ta xử lý một cách hiệu quả thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì cho vườn cà phê của mình, anh Tiến ha? Nếu mà cỏ dại thì mình kiểm soát được là xịt thuốc cỏ, đỡ công chi phí hơn và có hiệu quả cao hơn và thu nhập nó cao hơn. Vâng, như vậy là có rất là nhiều những cái lợi ích từ việc xử lý cỏ một cách hiệu quả trong vườn cà phê. Nhưng mà em đang có một cái thắc mắc, đó chính là những cái loại cỏ lớn hơn như là cỏ lâu nè, cỏ sậy nè, thì chúng ta có cần phải tăng liều lượng gấp 2, gấp 3 lần đối với việc xử lý cỏ hay không ạ? Đối với cái sản phẩm Mazda 200SL á, thì công ty cổ phần khử trùng Việt Nam khuyến cáo bà con mình là sử dụng đúng cái liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì. Bà con mình không tăng liều. Khi phun thì bà con mình phun ướt đều cái bề mặt cỏ, và bà con mình chú ý là phun trên, không phun trên những cái chân đất mà nó ẩm ướt, và trên cái ruộng mà có cỏ, mà có ruộng có nước thì bà con mình không phun. Thì khi phun trên cái những cái vùng ruộng với những chân đất mà nó ẩm ướt thì cái hiệu quả phòng trừ không cao. Vâng, Hồng Anh rất là cảm ơn cái cuộc trò chuyện hết sức thú vị vừa rồi với anh Tiến và anh Đức đã dành thời gian cho chương trình VFC Nông nghiệp Hội nhập ngày hôm nay. Với hoạt chất hoàn toàn mới và công nghệ sản xuất tiên tiến, Mazda 200SL đã trở thành giải pháp quản lý cỏ dại hiệu quả, giúp hạn chế việc cạnh tranh dinh dưỡng từ cỏ và nhiều lợi ích trên vườn. Mazda 200SL không chỉ là giải pháp sạch cỏ mà còn giúp cây trồng tăng khả năng hấp thu tối đa lượng phân bón, giúp nhà nông thuận lợi hơn trong công tác thu hoạch, từ đó giúp hạn chế thất thoát năng suất và chất lượng cho trái cà phê. Quý vị và bà con nông dân thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình VFC Nông nghiệp Hội nhập cũng đã khép lại. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với chương trình thì Hồng Anh không quên gửi lời cảm ơn đến với đơn vị đã luôn đồng hành với chương trình, đó chính là công ty cổ phần khử trùng Việt Nam VFC. Và để xếp lại nội dung của chương trình ngày hôm nay rất là đơn giản, bà con chỉ cần truy cập vào trang web bbtv.vn hoặc là báo Bình Phước điện tử hoặc là ứng dụng BBTV Go. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.